iPhone 6, wifi yếu, sóng wifi yếu. Dù để rất gần modem wifi nhưng mà có lúc tìm thấy lúc không. Vậy không tìm thấy wifi ấy. Hoặc là mất wifi, hoặc là có thu được nhưng nó yếu, chỉ được một vạch thôi. Đây, các bạn thấy đây nó chỉ tìm được cái này được một vạch thôi. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa luôn. Sửa mò sửa nhanh nhất nhé các con. Các bạn nhớ tháo ốc nhé. Đây mình đang tháo ốc sẵn ra đây rồi. Sóng cũng hay gặp cái trường hợp là sóng wifi nó yếu hoặc là mất, vẫn bật được wifi nhưng không tìm thấy sóng. Đây chính là cái anten của wifi nhé. Tiên là các bạn cứ thay cho mình một cái anten khác. Anten này mà lỗi thì là nó cũng làm cho wifi yếu nhé. Đây, các bạn này thay một cái anten mới. Đây, thay xong các bạn hãy lắp vào nhé. Các bạn chú ý nhé, chỗ này nó có một cái lẫy, mình phải bắt được cái chân này vào nhé, không mất cái chân này là cũng ảnh hưởng đến cái sóng đấy.
thấy ảnh hưởng đến wifi nhé. Bây giờ mình sẽ lắp vào thử cho các bạn xem nhé.
bạn thấy chưa, bây giờ là wifi nó rất khỏe rồi, tìm được thấy cả wifi bên nhà hàng xóm luôn này, nên các bạn thấy chưa, bật wifi nó sẽ đầy rồi đấy. Đấy, các bạn thấy chưa, sóng wifi rất là khỏe. Các bạn xem video xong nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.